Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Bộ Nội vụ ra quyết định số 649 Quy BNV về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và thực hiện điều lệ của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn. Việc kiểm tra đối với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam nhằm giúp các cơ quan nhà nước nắm được tình hình tổ chức và hoạt động của Hiệp hội, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với Hiệp hội này. Theo đó, kể từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019, đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định số 45-2010-NDCP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, nghị định số 33-2012-NDCP và thông tư số 03-2013-TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và nghị định số 33-2012-NDCP kiểm tra việc thực hiện điều lệ hiệp hội đồng thời kiểm tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị phản ánh của công dân về việc điều hành hoạt động của Chủ tịch Hiệp hội, vi phạm điều lệ Hiệp hội. Theo kế hoạch, việc kiểm tra phải tiến hành đúng thời gian, đúng quy định, đảm bảo tính trung thực, khách quan, hiệu quả. Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trước đó, Vatap còn được biết đến trong vụ việc trao chứng nhận cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca, doanh nghiệp vừa bị khởi tố sản xuất thuốc trị ung thư từ than tre.